Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái phần mềm khôi phục dữ liệu nổi tiếng. Nó là cái phần mềm EaseUS Data Recovery Technician. Và đây là một cái giải pháp khôi phục dữ liệu giúp khôi phục dữ liệu bị mất tốt nhất ngay cả khi cái hệ điều hành không khởi động hoặc là gặp sự cố. Và cái chế độ phục hồi dữ liệu an toàn hơn để khôi phục các cái tập tin đã xóa được lưu trữ trên ổ đĩa. Và cái EaseUS Data Recovery này nó được thiết kế chủ yếu cho cái trường hợp khôi phục dữ liệu khi có bất kỳ trục trặc hệ thống nào. Và đây nó là một cái phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ nhất hiện tại. Và cái phần mềm khôi phục dữ liệu EaseUS nó kết hợp các phương tiện có thể khởi động và sẽ khôi phục dữ liệu bị mất do xóa nhầm hoặc là format, mất phần vùng hoặc là hỏng ổ cứng, hỏng phần mềm và bị virus tấn công hoặc là các nguyên nhân khác mà không thể xác định được. Thì các bạn lưu ý chỉ cần tạo phương tiện có thể khởi động ngay tại chỗ ở trên cái phần mềm ở trên cái hệ điều hành này thì các bạn có thể khôi phục dữ liệu bị mất trong cái môi trường WinPE. Và các cái tính năng chính của cái phần mềm EaseUS Data Recovery này nó như sau là khôi phục nhanh chóng các cái tập tin đã xóa khi hệ thống Windows không thể khởi chạy, và cách an toàn hơn nhiều để khôi phục dữ liệu bị mất, đặc biệt nó hữu ích trong cái việc mất dữ liệu trong cái ổ đĩa HDD, SSD và cả cho những cái thẻ nhớ như là SanDisk, Sony, tất cả các cái dạng thẻ nhớ máy ảnh, máy quay. Và khôi phục dữ liệu bị mất ngay cả khi mà cái hệ thống gặp sự cố, khi máy tính không khởi động được và Windows, hoặc là xảy ra sự cố khởi chạy những dữ liệu khác như là màn hình cố định, lỗi màn hình xanh hoặc là lỗi màn hình đen. Và nó an toàn 100% để khôi phục các cái tập tin đã xóa mà không ghi đè lên cái dữ liệu gốc. Chỉ cần khởi chạy cái chương trình EaseUS Data Recovery này và các bạn không cần phải cài đặt lại hệ thống Windows và chương trình hướng dẫn khôi phục dữ liệu EaseUS Data Recovery, và nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho các bạn. Thì ở đây đây là cái giao diện của cái phần mềm EaseUS Data Recovery Technician. Đây là cái bản Technician, là cái bản cao cấp nhất. Và các bạn có thể thấy là ở đây là cái giao diện tất cả các cái ổ hệ ở trong hệ điều hành là ổ đĩa. Và các bạn có thể thấy là cái ổ F hiện tại là cái thẻ nhớ SanDisk, thẻ nhớ máy quay của tôi ghi vừa quay video và chụp hình. Ở đây nó là thẻ nhớ 64GB. Hiện tại là ổ đang trống trơn, là thẻ nhớ bị xóa, là không có một cái gì ở trong đây cả, không có một thông tin gì cả. Đây các bạn có thể thấy đây là ổ F đó. Và ở trên đây giao diện của cái phần mềm này nó cũng hiển thị cái ổ F hiện tại đang trắng trơn đây. Thì cái bước tiến hành quét và để cứu recovery về thì như sau, nó rất là đơn giản này. Các bạn cần tích vào một cái ổ nào các bạn cần cứu, và đây là cái thẻ nhớ SanDisk US SanDisk đây. Thì các bạn tôi cần cứu thì các bạn sẽ sử dụng cái cách là nhấp chuột vào đây và các bạn quét thẳng trực tiếp luôn ở đây. Và đây là cái giao diện của cái phần mềm nó đang khởi chạy, nó đang tiến hành quét. Và các bạn có thể thấy là cái thông số ở cái ổ F ở đây nó là EaseUS Digital. Ổ F đây nó là cái thông số 2900 bao nhiêu đây, nó đang chạy liên tục. Có nghĩa là các cái con số này nó đang chạy liên tục, thì là nó đang quét và đang tìm cái video cho cái thẻ mà đã bị xóa nhầm. Và đây là cái tất cả các cái mục ở đây là cái, ví dụ là ở bên dưới là cái more time này, cái group đây, ở đây là cái thư mục này là cái thư mục video này. Đây, tất cả những cái đây là cái định dạng video và đang nó là clip, tất cả các định dạng video MXF đây, định dạng MXF nó đang quay cái máy Sony X 70, máy quay 4K đây. Và tất cả các cái thông số ở đây thì các bạn có thể thấy là cái DCIM ở đây, thì và các bạn có thể thấy cái camera này, thông số các cái chữ đang chạy có nghĩa là đang quét. Và các bạn là lưu ý là cần tìm cái thư mục nào thì các bạn quét vào cái tích vào cái thư mục đấy, và để recover về cái mục để lưu về ổ khác thì là tất cả ở đây là bên cái góc bên phải màn hình recover cái màu xanh này đấy. Khi mà các bạn tích vào đây thì là nó sẽ hiển thị cái recover về để các bạn là tiến hành khởi chạy và lưu vào ổ khác. Các bạn lưu ý là khi mà mình đang quét vào cái ổ cái thẻ là thẻ hoặc là cái ổ, thì khi mà recover về thì tuyệt đối không được lưu cùng vào một cái ổ mà đang quét, mà phải lưu sang một cái ổ khác để tránh cái hiện trạng mà dữ liệu bị quét đè lên, chép đè lên, nó không có lợi cho nếu mà ví dụ các bạn bị sót file hoặc là muốn tiến hành quét lại thì nó sẽ gây khó khăn cho các bạn. Và ở đây cái góc bên trái, bên dưới bên trái là nó có cái mục thông số chạy được bao nhiêu phần trăm này, hiện tại là 31%, nó chạy dần. Thì các bạn phải lưu ý là để nó chạy an toàn tốt nhất là đến 100% thì tất cả các cái định dạng video và hình ảnh ở đây thì nó sẽ hoàn chỉnh và nó sẽ hoàn thiện. Thì khi mà tải về thì các bạn để 100% và khi mà nó quét xong thì các bạn sẽ tích vào các cái mục mà các bạn cần lấy về, ví dụ như là đây, DCIM ở đây là hình ảnh. Và khi mà nó chạy được 100% thì các bạn có thể kiểm tra được, xem được trực tiếp luôn là cái hình ở đây. Và khi mà các bạn quét được 100%, nó quét xong thì các bạn ấn vào cái mục recover bên dưới ở đây, đó bên dưới, và các bạn có thể thấy cái mục thông báo ở đây là nó báo là để chạy hết, để nó chạy hoàn thiện xong thì các bạn có thể là recover về. Không biết là có đúng như vậy không, nhưng mà tôi tiếng Anh tôi hơi bị dốt nên là đại khái là nó là như vậy. Thì và các bạn sẽ tiến hành ấn recover ở đây. Và các bạn lưu ý là cái thẻ nào, nhưng lúc nãy tôi đã dặn thì cái thẻ là thẻ của các bạn là thẻ ổ F, các bạn lưu ý không được tích nhầm vào cái ổ F và các bạn recover về OK về là nó sẽ tràn hết vào cái dữ liệu và nó đè hết lên, là sẽ rất là khó khăn cho những cái lần quét tiếp theo nếu mà các bạn bị sót file chẳng hạn. Và các bạn lưu ý sẽ recover ra một cái ổ khác và các bạn ấn OK, là các bạn lưu ý thì cần ấn OK là các bạn chọn ổ để xuất ra, để recover ra, và các bạn ấn OK về là cứ thế là nó sẽ tạo một cái thư mục new folder là thư mục thiếu dữ liệu chẳng hạn. Đấy thì các bạn ấn OK là bắt đầu nó tiến hành nó recover về ổ cho các bạn. Và các bạn lưu ý là cái dữ liệu của các bạn là nếu mà dữ liệu thực sự quan trọng thì các bạn không được sử dụng cái phần mềm mà lậu. Có nghĩa là sao, là phần mềm lậu thì nó rất rủi ro, là ở cái chỗ là cái bản crack ấy nó dán đè các cái thư mục là khi mà nó quét về thì các bạn cứu dữ liệu về, nó cứu được dữ liệu về, nhưng mà khi mà cái mục quan trọng nhất là khi mà sử dụng thì là tất cả các cái video của các bạn không đọc được, và một số các cái hình ảnh thì nó hiển thị các cái dạng như kiểu là cái màn hình nó bị, cái màn hình điện thoại hay màn hình tivi nó đến lúc hỏng ấy, nó hiển thị cái màu xanh đỏ tím vàng nên là nó tóm lại là cái bức ảnh không sử dụng được và video cũng không thể đọc được. Có nghĩa là nó nôm na là nó bị lỗi code, là nó không thể sử dụng được. Là các bạn hết sức lưu ý là những cái dạng mà data dữ liệu này thì các bạn không được sử dụng cái phần mềm lậu nếu mà dữ liệu quan trọng, là nó sẽ rất rủi ro. Và các bạn nếu mà các bạn nào cần sử dụng cái phần mềm cây bản quyền giá rẻ này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ở trên Zalo hoặc là Facebook, thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn lấy cái cây bản quyền này cho các bạn và giá rẻ. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ở trên Zalo và Facebook, cái mục ở cái mục mô tả kênh và mô tả video. Thì cái video tôi chia sẻ với các bạn cái phần mềm khôi phục dữ liệu EaseUS Data Recovery Technician này, thì cái video chia sẻ với các bạn đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.